Đó là lý do họ đuổi tôi ra khỏi nhà. Chỉ có cô và Butu không cười tôi. Vì Butu là một cô bé rất thông minh. Phải, Butu rất thông minh, biết không? Lần đầu tiên tôi gặp con bé, tôi đã nghĩ là nó cũng giống như tôi. Nhưng không, con bé rất là thông minh. Thông minh hơn tôi nữa. Thông minh nhất đó. Và con bé thật sự thương tôi lắm. Tôi và tôi sẽ không bỏ rơi con bé. Bởi vì tình yêu đích thực thì rất khó tìm. Cảm ơn. Cảm ơn cô Diya. Raju, anh không cần phải nói cảm ơn đâu. Anh rất đặc biệt. Anh là người đặc biệt nhất, là người đáng yêu nhất, là người tốt nhất. Raju là người đáng yêu nhất, là người tốt nhất. Raju là người đáng yêu nhất, là người đặc biệt nhất. Alo, Bairavi. Anh thấy rất vui vì em gọi cho anh. Alo, anh Varun. Mong là anh vẫn khỏe. Anh vẫn khỏe, vẫn khỏe. Cảm ơn em đã hỏi thăm nha. Em gọi cho anh là muốn nói lời xin lỗi với anh. Xin lỗi à? Tại sao vậy? Em không biết hôm đó em đã nói gì trước mặt anh trong cơn tức giận nữa. Thật sự là toàn bộ quá khứ đã hiện ra ngay trước mắt của em và em không thể kiểm soát được bản thân. Không sao đâu Bairavi. Đôi khi quá khứ của một người bị chôn vùi trong chính bản thân họ. Anh thật sự vui khi em chịu chia sẻ cùng anh. Cảm ơn anh đã lắng nghe em. Hiện tại em chỉ muốn tập trung vào cuộc sống của em. Mà cuộc sống của em chính là hạnh phúc của Anand và Diya. Anh có thể hiểu được. Nhân tiện anh cũng muốn nói lời xin lỗi cùng em. Bây giờ chúng ta quên tất cả những chuyện cũ để làm bạn tốt nha. Em đang định tham gia trại thiền nên em phải đi chuẩn bị rồi. Nói chuyện danh sao nha. Chào anh Varun. Wow, trại thiền à? Tốt, anh sẽ vô cùng nhớ em đó. Còn một việc nữa, anh mong là em hãy là nhớ giữ liên lạc. Anh sẽ gọi lại cho em sau nha. Được rồi, tạm biệt. Bác nói là nhớ ai vậy? Anand. Là mẹ của con gọi bác. Bác thân với mẹ con lúc nào vậy? Cũng lâu rồi mà. Sao vậy? Có vấn đề à? Không có vấn đề gì. Gặp bác sau. Được Anand, em vừa mới tới. Hẹn gặp anh sau khi họp xong. Tạm biệt. Chào. Chào. Đối tác giao hàng chưa tới hả? Đừng nói với em là họ hủy cuộc họp đó. Có lẽ là do anh chưa nói rõ với em. Nhưng thật ra là anh mời em ăn tối, không phải cuộc họp gì hết. Mà anh cũng đã có gửi email cho em báo cuộc họp bị hủy rồi kia mà. Máy tính của em bị hư rồi nên em không đọc được email. Anh xin lỗi vì khiến em hiểu lầm nha. Không Siga, không sao hết. Có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Không sao, được chứ. Chào Anand. Có chút nhầm lẫn, cuộc họp đã bị hủy. Nhưng em lại không biết vì máy tính bị hư. Dù sao thì bây giờ cuộc họp cũng đã bị hủy rồi. Vậy chúng ta ở đây làm gì? Đi thôi, hẹn gặp lại ở văn phòng được chứ? Được rồi mọi người, đi thôi, tạm biệt. Anh đang nghĩ gì vậy? Dù trong đầu anh đang nghĩ gì thì cứ nói ra đi, còn hơn là cứ im lặng.
Sao Ziga lại tới đó một mình? Anh đã xem lịch công ty, em không có cuộc họp nào hết. Phải rồi, vì em hiểu lầm ý của Ziga nên... Đó là một hiểu lầm. Không có cuộc họp nào có nghĩa là Ziga tự mình mời em, phải không? Lý do là gì? Em không biết Anan. Thành thật mà nói, em thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ. Em vừa tới đó không lâu trước khi anh tới. Mà em cũng tới đó mới biết là Ziga tự mình mời em đi ăn. Phải. Là bởi vì anh ta yêu em Anan đi. Có thể thấy qua cách anh ta cư xử, em đang mắc sai lầm lớn khi giữ anh ta ở bên cạnh. Xem không cắt đứt với anh ta chứ. Sao em phải cắt đứt với anh ấy? Tại sao vậy Anan? Sao anh phản ứng như vậy chứ? Anan, nếu như anh có cơ hội thứ hai thì tại sao Ziga lại không? Tin em đi, từ trước đến giờ anh ấy luôn giúp em bất cứ khi nào em cần, không đòi hỏi em đáp lại gì hết. Làm sao đòi hỏi? Anh ta biết dù anh ta có làm gì cũng không đáng được tha thứ. Anan, nhưng em đã tha thứ cho anh ấy rồi. Anh muốn em làm gì đây? Gọi cho anh ấy để nói là em không tha thứ cho anh ấy nữa sao? Và anh ấy sẽ phải thấy tội lỗi cả đời. Dù có lỗi lầm gì thì anh ấy cũng đã hối hận, và em cũng muốn sống vui vẻ nữa. Anh có hiểu hay không? Em không hiểu rồi Anan đi. Em có thể tin tưởng mọi người nhưng mà không phải là Ziga. Có thể với anh là vậy, nhưng em không giống vậy. Em cũng không nghĩ về Ziga giống anh. Cho tới nay em cũng đã đạt được nhiều thứ trong cuộc sống rồi. Em có thể quản lý được cảm xúc của em. Anh phải tin tưởng em chứ. Và nếu như mối quan hệ của chúng ta trở nên có khoảng cách về quyết định của em? Anan, anh cố gắng hiểu vấn đề đi mà. Chuyện... Anh hiểu Anan đi. Anh hiểu hết mọi thứ. Anh không có quyền với quyết định của em, cảm xúc của em. Anh không là gì hết. Anh đang nói gì vậy Anan? Không phải vậy. Anh biết rất rõ là em vẫn luôn yêu anh. Em yêu anh ra sao mà. Trong lòng em chỉ có một mình anh thôi. Nhưng mà tình yêu này vẫn chưa đủ để khiến cho em suy nghĩ khi đưa ra quyết định liên quan tới chúng ta. Anh nghĩ anh đã phạm một sai lầm lớn khi bước vào cuộc đời của em. Anh không nên chen vào giữa em và Ziga. Đâu phải vậy Anan. Không sao đâu Anan đi. Em cứ làm những gì mà em thích đi, đừng lo cho anh. Đó là cuộc sống của anh, anh nên tự mình giải quyết. Tạm biệt. Anan, Anan đứng lại đi. Không có ai ở đây hết. Làm gì bây giờ? Chị đi về. Búp Tu, em khỏe không? Chuyện gì vậy chị? Chị nhớ em, có đúng không? Nên tới đây tìm em giờ này. Phải, chị nhớ em lắm rồi, nên mới tới đây gặp em. Chị đang nghĩ sao mình lại không mời em và ba của em đi ăn tối ha. Chị, ba ơi, ba có nghe chưa? Hôm nay chị đi về sẽ đưa chúng ta đi ăn tối. Chúng ta sẽ đi ăn tối đó. Không, không, không. Ăn tối, ở đây đi. 9 giờ tối, ăn xong rồi. Rồi, đi đánh răng. 9 giờ rưỡi, đi ngủ. Đó là quy tắc. Không được, kế hoạch thất bại rồi. Không, kế hoạch không có thất bại. Kế hoạch thay đổi. Hay như vậy đi, thay vì ra ngoài thì chúng ta sẽ gọi đồ ăn về nhà ha. Gọi pizza có được không? Dạ được. Còn món tráng miệng thì sao đây?
gọi bánh dâu tây đi. Được đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đặt đồ ăn thôi, được chứ? Xong. Cảm ơn chị đi nha. Không có gì. Bây giờ chúng ta chơi trò gì trong lúc chờ đồ ăn được không? Dạ được, chơi ngôi nhà búp bê Barbie của em đi. Razu, anh thích ăn pizza chứ? Cảm ơn gì pizza. Không có gì. Một giây để nói yêu anh, và chỉ cần một chút thời gian để hiểu nó, nhưng lại phải mất cả đời để chứng minh tình yêu đó. Tại sao? Người anh em của tôi, anh có ổn không? Sao nhìn mệt mỏi vậy? Hôm nay tôi đã mời anh đi đi ăn tối. Sao? Thần Linh ơi, tôi không thể nào tin được luôn á. Vậy á, buổi hẹn hò của anh ra sao? Kể tôi nghe đi. Anh chiếm được trái tim cô ấy chưa? Sao mà lúc nào tôi cũng hỏi những câu ngốc nghếch vậy? Rốt cuộc thì sư tử cũng quên cách đi săn mồi rồi. Vậy nên anh mới mệt mỏi như vậy. Đừng có nghĩ nhiều, không có chuyện như vậy đâu. Cô ấy tưởng tôi kêu cô ấy đi dự cuộc họp thôi. Phải, nhưng cả hai người đều không hợp mà. Ý tôi là cuối cùng cả hai đều hẹn hò, nên cứ tận hưởng bữa tối đi. Anan đã tới đó. Ôi Anan, cái tên này làm tôi buồn ghê luôn á. Ghét cái tên này rồi đó nha. Tôi vẫn đang cố gắng đây, nhưng tôi nghĩ sẽ không có gì có thể xảy ra giữa tôi với anh đi hết. Anh bạn, đừng có nói chuyện bằng giọng của một kẻ thất bại trước mặt tôi. Nếu anh muốn tiếp tục câu chuyện của anh và anh đi, thì thổ lộ tình cảm của anh với cô ấy đi. Không đâu, Pin Kết. Nếu tôi làm vậy mà cô ấy không đáp lại tôi, thì tình bạn cũng sẽ mất luôn. Tôi không muốn mạo hiểm tình bạn bằng bất cứ giá nào hết. Sao anh cứ nghĩ tới những cái điều tiêu cực như vậy chứ? Nghĩ xem, nếu như cô ấy chấp nhận thì sao đi? Không đâu, Pin Kết. Không có chuyện đó đâu. Ai vậy? Ai tới giờ này vậy? Anh ơi, đi nghỉ ngơi đi, tôi đi xem cho. Ziga, có người muốn gặp anh nè.
Mời ngồi. Anh đi. Em tới đây. Em ổn chứ? Để anh lấy nước cho em nha. Không gì cả, không cần cảm ơn anh. Thực ra em tới để xin lỗi anh. Bữa tối đã bị hỏng nên. Em đâu cần phải xin lỗi. Người cần xin lỗi là anh mà. Anh đã nói sai cho nên mới khiến em đã hiểu lầm. Anh xin lỗi em mới đúng đó. Không gì cả, đó không phải là lỗi của anh. Là lỗi của em. Em đã mất tập trung nên em mới hiểu lầm anh. Xin lỗi vì đã tới mà để anh lại một mình. Nhưng chúng ta có thể đổi lại một đêm xem phim. Được đó. Vậy được rồi. Ngủ ngon, hẹn mai gặp anh. Ngủ ngon. Tạm biệt. Thấy chưa, tôi có thể cảm nhận được cả hai đều để ý tới nhau mà. Nếu không sao cô ấy tìm gặp anh giờ này làm gì? Rõ ràng anh vẫn có tầm quan trọng nhất định đối với cô ấy. Anh bạn, thổ lộ tình cảm của anh với cô ấy đi. Tin tôi đi. Chị đi về. Con búp bê này nhìn xem đẹp y như chị đi ra vậy đó. Con biết lo cho em nữa. Thật hả? Mỗi một ngày em đi học về, con búp bê được ở bên cạnh em. Wow, nghe hay lắm. Được rồi, cùng ăn pizza thôi. Bắt đầu thôi. Ăn đi, nào. Em có thích không? Thích lắm. Bụng em no căng hết rồi nè. Giống chị. Hay là như vậy được không? Chúng ta chơi với nhau đi. Ba em có thể tham gia sau khi ăn xong cũng được. Không được. 9 giờ rưỡi rồi. Tới giờ phải đi ngủ sau khi đánh răng. Tôi biết Raju, anh là người rất nghiêm khắc chuyện giờ giấc. Nhưng từ lúc Butu xuất hiện trong cuộc đời anh đã thay đổi lịch sinh hoạt của bản thân. Bây giờ anh sửa lại xem như gì tôi có được không? Được. Vậy chúng ta chơi thôi. Được. Đi thôi. Đi thôi. Cô anh đi gọi tôi hả? Phải Raju, tôi không thấy máy tính của tôi đâu. Anh có thấy không? Cô anh đi, tôi thấy máy tính của cô không hoạt động nên tôi đưa nó cho anh sửa rồi. Là vậy sao? Cần tôi đi lấy không? Được. Khoan. Raju, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh nên tôi sẽ đi. Tôi sẽ gặp anh ấy và tự đem máy tính về. Cô tự nói chuyện với anh. Cô tự đi lấy. Raju, anh đi đâu rồi? Ở văn phòng anh. Cô ấy có chuyện cần nói với anh đó. Anh ở đây một mình sao anh? Tôi tưởng anh đi đang ở đây. Không phiền anh cô nữa. Cô ấy không tới đây. Nói đúng hơn là cô ấy không đợi anh nửa bước. Sao tôi lại có cảm giác anh đang muốn nói tới chuyện khác chứ không phải thông báo anh đi không ở đây vậy? Hai người có gì không ổn sao? Sao có thể ổn được chứ Ziga? Khi anh cứ xen giữa chúng tôi. Tôi nghĩ chắc có lẽ anh không muốn thấy tôi và anh đi hạnh phúc. Nếu không thì anh đã nghe lời tôi, tránh xa cô ấy ra. Nhưng không, có lẽ anh có âm mưu nào khác. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho tôi biết rõ là giữa hai người vẫn còn có khoảng cách khá lớn.
đủ cho người khác xen vào. Sao tôi nghe người ta nói là tình yêu thật sự sẽ không có chỗ cho bất kỳ ai khác xen vào. Vậy là anh đi không nói với hắn chuyện cãi nhau. Cảm ơn. Nhờ anh thì tôi mới biết hai người không thật sự thân thiết, chỉ là anh ảo tưởng thôi. Anh có thể dùng nhà bếp nếu cần. Em sẽ đi ngay đây. Thật ra em đã định tới phòng của anh, nhưng em không đủ can đảm. Em tới để lấy cái máy tính của em, chỉ vậy thôi. Cà phê này em bắt đầu uống từ khi nào vậy? À, không, em không có uống nó. Em ngửi mùi của nó thôi. Tại sao? Mùi hương cà phê làm cho em nhớ tới anh. Cảm giác giống như là anh đang ở cạnh bên em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em. Em muốn vậy. Nhưng mà anh vẫn không thể nào hiểu được tại sao hai chúng ta lại khác nhau nhiều tới như vậy. Đau đớn nhất là khi chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ, vậy mà vẫn không thể hiểu được nhau, không có tiếng nói chung. Anh có thể chấp nhận mọi chuyện mà không cần thắc mắc những quyết định của em được không? Em có thể chấp nhận những phán xét của anh mà không thắc mắc động cơ không? Chúng ta không còn gì để nói nữa. Rõ ràng chúng ta không thể hiểu cho nhau. Raju, nếu anh xong việc rồi thì tới văn phòng của Anand lấy cái máy tính về lại cho tôi nha. Cô Anand đi lúc nãy nói là tự đi lấy máy tính. Cô ấy có chuyện muốn nói với anh Anand mà. Có chuyện gì vậy chứ? Anand,
Anh còn với anh đi lại cãi nhau nữa hay sao vậy hả? Hả? Sao vậy? Con đã quyết định rồi, con sẽ chia tay với cô ấy. Con sẽ không gặp cô ấy nữa. Anh, con đừng nghĩ tới chuyện từ bỏ mọi thứ như vậy. Cho nhau thời gian, cả hai đều đã trưởng thành rồi. Mẹ chắc chắn con sẽ tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai đứa. Vẫn còn rất nhiều cách khác, chắc chắn là con sẽ tìm ra thôi. Con nói thật đó mẹ, con rất muốn bỏ hết mọi thứ và bỏ đi thật xa. Đừng nói nữa, con đừng nghĩ tới chuyện đi đâu hết. Đó không phải là cách đâu con à. Sao vậy? Mẹ sẵn sàng tìm cách giúp con mà. Con biết mà, lần đầu con bỏ nhà ra đi là khi con phát hiện ra con chỉ là con nuôi của mẹ. Lần thứ hai con bỏ đi là lúc trái tim tan vỡ. Con làm mọi thứ để giúp đỡ cho anh đi, nhưng mà anh đi, cô ấy đang bận đi tìm kiếm chính mình. Cũng giống như mẹ ruột của con, anh đi cũng muốn rời bỏ con, không quan tâm cảm giác của con. Không anh, con hiểu sai hết rồi. Không có ai bỏ rơi con hết, vẫn còn nhiều người quan tâm tới con mà. Có mẹ ở đây, chị đi ra cả nhà chúng ta. Sao mà con lại nói vậy chứ? Lúc con nhận ra sự thật là mẹ ruột của con còn sống, bởi chưa bao giờ tìm cách tới thăm con, ở bên cạnh của con, hay là gặp mặt con. Có lẽ là mọi người xem con như một dấu hiệu của tai họa. Mẹ, ba con chắc đã giết luôn con nếu không có mẹ cưu mang con. Đủ rồi Anh, ngừng lại đi. Con hiểu mà mẹ, trái tim của mẹ rất bao dung, nhưng mà con thì không. Suốt cuộc đời của con luôn là lựa chọn thứ hai. Về những cảm giác này, cảm giác này đang bóp nghẹt con. Thôi được, nếu anh đi vẫn còn những chuyện khác quan trọng hơn phải lo, vậy thôi. Nhưng bây giờ con không muốn mình là lựa chọn thứ hai nữa. Con cũng muốn được yêu thương vô điều kiện như tất cả mọi người. Mẹ yêu con vô điều kiện Anh. Mẹ đi ra Anh đi, mọi người đều yêu con rất là nhiều, con biết mà. Mẹ biết không, con nghĩ con cần chút thời gian cho bản thân. Và trong lúc này con chỉ muốn dành thời gian ở bên mẹ và chị. Còn về chuyện anh đi, con nghĩ nên kết thúc rồi. Xin mẹ đừng ép buộc con nữa. Không sao đâu con. Nhưng mẹ chỉ yêu cầu con một việc thôi, cho anh đi thời gian. Có lẽ sau một thời gian mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Đừng gấp anh, cho cả hai thời gian. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ hiểu mà. Anh đi, em phải quay về bên cạnh của anh. Còn nếu không, hai chúng ta đều phải bước tiếp. Anh thành thật xin lỗi, anh không cố ý làm phiền em hay làm em sợ. Nhưng bây giờ anh đã vào đây rồi thì để anh làm phiền em một chút nha. Sao giờ này em còn ở đây, sao không về nhà? Em không có lý do gì để về nhà hết.
nên em ở lại đây làm việc. Em không hiểu gì cả. Sao chuyện này cứ luôn xảy ra với em? Em càng cố tìm kiếm hạnh phúc thì hạnh phúc càng tránh xa em. Hạnh phúc luồn qua, kẻ tai em cứ như dòng cát, như Anan vậy. Anan đi nè. Từ tuần trước tới giờ anh thấy em không vui vẻ một chút nào. Thực tế là trước đây anh chưa từng thấy em buồn như vậy. Em cứ làm, cứ làm, chỉ có công việc thôi. Em ổn gì cả? Em không hề ổn Anan đi. Anh nói thật lòng, em đang trở nên khó chịu rồi. Em không còn cười đùa với các nhân viên khác như lúc trước nữa. Anan đi, nếu như mối quan hệ giữa em và Anan vẫn ổn, có lẽ anh sẽ không phải nói ra gì hết. Nhưng em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh yêu em Anan đi. Anh không biết em có nhận ra hay không, nhưng anh không muốn nhìn thấy em rơi lệ chút nào. Anh chỉ muốn em có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Chỉ cần em vui là anh mãn nguyện rồi. Anan đã nói đúng, Zika có tình cảm với mình. Em nghĩ bây giờ chúng ta không còn gì để nói nữa. Rõ ràng chúng ta không thể hiểu cho nhau. Anan. Alo Anan, con gọi trễ gì? Chỉ là bây giờ con có chuyện muốn thảo luận với bác. Thật ra là con muốn chuyển hết số cổ phần trong công ty cho mẹ của con nắm giữ. Hả? Sao vậy? Có gì không ổn sao? À không không, chỉ là con muốn cắt đứt liên hệ với công ty của Anan đi thôi. Cổ phần đó đều là của con mà, con muốn làm gì với nó cũng được hết. Nhưng con chắc chắn chưa? Rồi thưa bác, tin cô đi. Vì con rút khỏi công ty này sẽ tốt hơn cho nhiều người. Mẹ của con cũng rất có hứng thú với công ty, cho nên việc chuyển cổ phần sẽ ổn thôi. Rồi sau đó khi Anan đi có đủ kinh phí, cô ấy mua lại cổ phần, cô ấy sẽ làm việc với mẹ của con. Anan, con đừng hiểu lầm bác. Bác hoàn toàn không nghi ngờ khả năng của mẹ con. Nhưng mà bác chỉ muốn con cân nhắc kỹ thêm một lần nữa. Quyết định của con có thể tốt cho cả công ty, nhưng mà cá nhân con thì sao? Con đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. Con nghĩ là con không muốn tiếp tục cản trở bước tiến của công ty này nữa. Con đã quyết định chắc rồi, thưa bác. Với lại đây là một cơ hội rất tốt để bác dành thời gian với mẹ con. Bác còn có thể giúp mẹ con nữa mà. Đúng vậy, Anan à. Bác không thể thay đổi, cũng không ngăn cản được quyết định của con. Nhưng mà bác sẽ để cho con suy nghĩ tới sáng mai. Cứ nghĩ đi. Nếu con nghĩ như vậy vẫn ổn thì được thôi. Nhưng mà con phải suy nghĩ lại. Dạ được, cảm ơn bác. Cảm ơn đã khiến anh trở thành một người tốt. Trưởng thành hơn, anh đã thay đổi rất nhiều. Anh đã trở thành một con người khác rồi. Đều là nhờ em giúp đỡ. Em đã giúp anh rất nhiều đó, Anan đi.
Anh đi. Anh đi. Anh đi, em làm ơn nghe anh nói đi. Không. Không thể được. Không. Anh đi, em làm ơn mở cửa cho anh đi. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà. Làm ơn. Anh đi, xin em nghe anh một lần thôi mà. Mở cửa cho anh đi, anh đi. Mở cửa đi. Anh đi, em mở cửa ra đi mà. Không. Anh đi, mở cửa ra cho anh đi. Anh đi. Không, anh đi. Không, đừng tới gần em. Đừng tới gần em, tránh xa em ra. Anh đi, em nghe anh nói. Tránh xa em ra đi, không được tới gần em. Em nói tránh xa ra, không được tới gần em. Em cảnh cáo anh lần nữa, không được tới gần em. Tránh xa em ra. Là anh đi, Ziga đây. Anh là Ziga đây, anh chỉ muốn nói chuyện thôi. Làm ơn nghe anh nói đi, được không? Anh đi. Em nghe anh nói để làm gì? Hả? Anh muốn nói gì chứ? Nói em là một con bé ngu ngốc sao? Nói em đã tin tưởng anh và đó là sai lầm hả? Lẽ ra em không nên tin tưởng anh. Em không nên để anh quay trở lại cuộc đời em. Em nên biết từ đầu là không sớm thì muộn chuyện này sẽ xảy ra. Tất cả không. Là lỗi của em. Anh đừng không. Tới gần anh em đi. Anh đi, xin em nghe anh nói. Không, em không muốn nghe gì hết. Anh đã nói với em là anh yêu em. Nhưng em không tin anh ấy. Là lỗi của em. Lẽ ra em không nên tin tưởng anh. Không, em biết mà, em biết anh sẽ làm gì. Lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa. Em lại trở về đúng điểm xuất phát. Mọi chuyện sẽ lặp lại lần nữa. Không, anh đi. Không, em sẽ từ chối anh lần nữa. Anh sẽ dùng vũ lực ép buộc em. Không, đừng làm vậy. Không, anh đi. Tránh xa em ra. Em hiểu lầm rồi, anh đi à. Làm ơn nghe anh nói đi mà. Em đang nói cái gì vậy? Đừng tự hù dọa chính mình nữa. Làm ơn. Không, em à. Anh tránh xa em ra đi. Em sẽ không để mọi chuyện tái diễn. Em biết anh đang giả vờ. Anh chỉ đang đóng kịch giả vờ làm bạn em. Anh đang giả vờ thay đổi nhưng không, anh vẫn là anh vẫn là Ziga. Anh đi, xin em nghe không, anh nói không, đi mà. Tránh xa em ra đi. Anh đi, biết anh đi. Anh đi, em hiểu lầm rồi. Tất cả những gì anh muốn là nhìn thấy em được hạnh phúc mà thôi. Không. Ngoài chuyện muốn em hạnh phúc, anh không còn quan tâm tới chuyện gì khác nữa. Anh đi, làm ơn. Anh lùi lại, tránh xa em ra. Em đã nói anh tránh xa ra. Sao chuyện này lại xảy ra với em? Sao em phải khổ như vậy? Mỗi lần em cố gắng bước tới 2 bước, số phận lại đẩy lùi em lại 4 bước. Sao em không thể sống hạnh phúc? Em không đáng được sống hạnh phúc sao? Tại sao em không được hạnh phúc chứ? Tại sao? Anh tránh xa em ra. Trước đây anh từng tìm cách cưỡng bức em. Anh sẽ làm vậy lần nữa. Tránh xa em ra đi. Tránh xa em ra đi. Tránh xa. Tránh xa em ra đi. Món rau này mẹ nấu rất là ngon đó. Ngon thật sao? Ăn thêm đi con. Chào buổi tối. Chào buổi tối. Xem ai đó vui vẻ yêu đời chưa kìa. Đây, ăn tối chung với mẹ đi. Không cần đâu mẹ ơi. Con ra ngoài ăn tối với bạn con rồi nên không ăn thêm được nữa, xin lỗi. Không đâu, vậy là tốt lắm rồi. Mẹ đang cảm thấy rất vui khi mà con không còn đi chơi về khuya như trước. Con biết không, mẹ thấy là con đang lấy lại sức sống. Con đang trở nên vui vẻ yêu đời giống như trước. Mẹ thấy vui lắm. Phải đó. Thật ra thì con cũng thấy mình thay đổi. Tất cả là nhờ hai người đã giúp đỡ cho con thời gian vừa qua và tha thứ cho lỗi lầm của con. Cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Là người nhà với nhau mà. Người trong nhà giúp đỡ nhau, ở bên cạnh nhau. Nhân tiện thì anh chàng may mắn nào được ăn tối với con gái của mẹ vậy? Không phải vậy đâu mẹ à. Con tới mái ấm để ăn tối cùng với Razu và Butu. Không biết tại sao con cảm thấy rất hạnh phúc mỗi lần ở bên cạnh Razu và Butu. Con thấy giống như là cuối cùng con cũng tìm được không khí gia đình mà con luôn khao khát vậy. Và sao vậy chị? Chị không nghĩ là anh Razu khác chúng ta sao? Chắc vậy. Ý chị là chị biết Razu suy nghĩ không giống chúng ta, nhưng anh ấy là người tốt bụng nhất. Thế giới quan của anh ấy khác chúng ta, và chị thích nhất điểm đó ở anh ấy. Chị à, nếu chúng ta thấy hạnh phúc với ai đó, nghĩa là những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Chị nghe em nói,
Hạnh phúc vốn dĩ rất khó tìm. Nếu chị tìm được, chị phải giữ lấy cho thật chặt. Những chuyện trước đây và sau này không có gì quan trọng nữa hết. Con muốn nói gì thêm không Anh? Những gì con nói với chị hôm nay, con luôn tự nhắc nhở bản thân mình. Con đã đi trốn thật xa, trốn các mối quan hệ, chối bỏ trái tim, chối bỏ bản thân. Cứ như vậy, nhưng bây giờ không còn nữa. Con xin lỗi mẹ. Bây giờ con phải tới gặp anh đi. Bye bye. Bye. Cuối cùng nó cũng nhận ra rồi. Con trai của mẹ mà. Tuyết. Anh đi, mở cửa cho anh đi. Anh có chuyện muốn nói với em đó. Anh đi. Anh đi không có nhà sao? Mẹ vào nha. Mẹ, con không có đóng cửa. Mẹ cứ vào đi, không cần gõ cửa đâu. Con vẫn làm việc sao? Làm đủ rồi đó. Đây, uống đi cho nóng. Sao mà con lại cười vậy? Mẹ ơi, mẹ có biết không, con vừa nhớ ra một chuyện về Razu. Có một lần trong công ty con đang rất là bực mình, con nghĩ phải uống gì đó cho hạ quả. Sau đó Razu tới chỗ của con. Anh ấy nói lúc không vui thì uống sữa sẽ tốt hơn đó. Lúc đó con nghĩ anh ấy toàn nói mấy chuyện kỳ lạ. Nhưng bây giờ con mới nhận ra anh ấy nói rất đúng. Ông ngồi đi bên này. Chào ạ. Mẹ, tumhare liye ring lana bhool gayi. Sao đang bảo nó mẹ? Bên nào?